Bay Hồng Kông rất là tuyệt vời, có chỗ nằm, có chỗ chơi cho trẻ em. Và các bạn có thể thấy rằng là cái chỗ sàn mà chúng ta đi ấy, trải thảm luôn này, rất là êm chân. Chỗ ngồi sạc điện thoại, trích máy tính miễn phí dành cho hành khách, tuyệt vời chưa? Đây, băng chuyền đi cho đỡ mỏi chân các bạn ạ. Xem bên này có gì. Nói chung là rất là tuyệt vời những cái sân bay ở quốc tế như này. Các bạn nhìn đẹp chưa này? Chà 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 chà, đẹp quá đi à.